Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh top 1 triệu L'Oreal của mình ha. Thì hôm nay mình sẽ có cái kèo đi top với Flash nha anh em. Đấy, thì trận đấu này là mình sẽ hơi bị khó đánh đó, tại vì Flash nó bay ra bay vô khó chịu lắm mấy bạn. Nó còn khó bắt bóng hơn cả thằng Mugab nữa. Vì nhìn nó nhanh á, tốc độ nó nhanh á, nó bay ra bay vô rất là nhanh. Mà cái độ lướt nó cũng dài nữa, đấy. Khá là xa luôn các bạn. Nó dí vô vậy thôi nè. Rồi biết chắc chắn là không hạ được nó đâu. Đấy, dưới này đâu thì đánh nhau chí chóe rồi. Flash nãy giờ di chuyển khá là nhiều nha các bạn. Di chuyển xuống mid, nãy giờ xuống mid gần rất là nhiều đó. Mình thì tốc độ của mình thì chắc chắn là không theo kịp Flash đâu. Nên là mình bây giờ mình sẽ cố gắng mình di chuyển nhiều các bạn. À, thì trận đấu này thì thay vì mình lên dịp tăng cường thì mình sẽ lên đổi ngôi đôi giày đó. Mình lên giày thuật sĩ nha các bạn. Thì thuật sĩ lộn 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 xong lộn. Đầu thì mình tính lên là giày giày hộ vệ, nhưng mà mình muốn solo kèo với là flat đó, thì mình sẽ lên giày thuật sĩ để mình có lượng hồi chiêu nó tốt hơn mấy bạn. Chắc chắn là mình sẽ lép vế hơn Flash này khá là nhiều rồi. Nên là anh em cẩn thận với mấy cái chiêu cuối của đồng Flash nha, nó bay lên nó đấm mình trong cái dụng chiêu cuối nó hút mình đó. Hay là anh em có thể là anh em lưu ý là nhất là anh em phải còn còn tốc biến cái đi, hoặc là anh em phải còn cái chiêu 1 và cái chiêu 2 để anh em có thể chạy kịp. Né kêu kịp chứ không thôi là nó đấm là nó đấm đầu lắm á, và lát này đấm đầu đó, với lại nó dùng chiêu cuối nó là lên bảng sớm. Đấy, mình thì cố gắng thăm ngàn thôi. Thôi thôi lùi 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 lùi, đừng đánh đừng đánh, lùi 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 lùi. Đấy, xuống nãy giờ xuống mid farm khá là nhiều nha các bạn. Nên là cái lượng vàng nó hơn mình nè. À chắc ơi mít chắc bị farm hết đấy. Kìa nè nè, trời chạy đi đâu nữa, rồi xong luôn. Ok anh em này bị flash ăn hết lính rồi, nên là đi xuống đi lên đường trên để farm lính nha. Nhưng mà không ngờ lại gặp Ken bắt chân man, nó lên nó ganh pha đó không chạy nổi bạn ơi, tại vì đã dùng chiêu cuối rồi. À pha đó dù có dùng còn chưa cuối đi nữa thì mình nghĩ cũng không chạy được, thì lên quá cao rồi, lên quá cao để nó cấu ghẻ mình. Mà mình giờ thì mình hết mana rồi, thôi tính biến về mà thôi, ở lại luôn, ở lại để làm thêm tân lính nữa rồi về cũng được. Đây này này đây 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 đây, đánh luôn đánh luôn đánh luôn đánh luôn nè, đánh luôn nè Flash. À, thấy Flash ở dưới rồi thì mình bắt luôn các bạn, mình hết mana rồi nhưng mà mình vẫn lụm được đấy. Thì đi kèo với lại Kahi thì mình sẽ lợi hơn rồi, nhưng mà đi kèo với Flash thì mình sẽ thọt hơn nha. Mà nãy giờ Flash nãy giờ chưa có với mình đấm nhau chưa có nhiều các bạn. Flash hầu như là di chuyển xuống dưới để farm thôi. Rồi ok mình vừa chạy về kịp tí nữa ngộ công thấy mình nè, nó vỏ được bụi là người ta đó ơi. Thế là mình lên bảng nha, hoặc là mình sẽ mất băng xương. Rồi 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 thì mình lại tiếp tục mình đép trụ. Cái này ngủ không nó không đụng được vô cái trụ mình đâu bạn. Ơi 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 băng xương nè, băng xương nè, đi nè, rồi rồi ơi ơi gì đam yếu thế. Bà này bắt nó, bắt bạn ơi, nó trong bụi nè, thằng ngủ không nó trong bụi nè, tránh nó tránh nó tránh nó. Ôi nó đâu nó tiêu rồi, thôi với ăn đỡ này đi. Rồi rồi lụm luôn lụm luôn lụm luôn bạn ơi. Rồi ôi ôi Batman mà bá đạo rồi, là ngồi trên bạn hơi mệt nha, mấy chủ lực trên bạn là hơi mệt đấy, chắc đang mát lắm. Chúng 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 cầu vô cầu vô, rồi hết chạy luôn bạn ơi, tốc biến ra ưu tiên tốc biến luôn ấy mình. Ôi thôi 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 xong rồi. Ui giờ nó bắn. Ôi có mà nó ăn nữa kìa. Ôi hai thằng luôn, nổ đam lụm gió luôn.
Hay thế nhờ. Rồi cái này phát ban xong luôn rồi. Ôi vì ông là vì bị gõ lại kìa. Đây mình nãy giờ vẫn chưa mất trụ nha các bạn, lời hơn rồi đó. Đây đây đây, mình sẽ lên mình bắt ngộ không này nè. Đây, nó đâu rồi, nó đâu rồi. Chắc nó trong bụi này nè. Đây, đây đây đây. Đó biết ngay mà. Rồi mất tiêu nữa rồi. Thôi không được không được không được. Lấm lấm nước ok. Rồi thằng kia nó đái vào đó mình cũng bắt không được ngộ không rồi chứ. Mà gáp lên kịp nha các bạn. Ở đó gáp mà không lên thì mình nghĩ cái đam mình cũng đủ để hạ ngộ không nữa. Thì bà đó nó đập bằng chỗ tường ấy. Rồi hỗ trợ Batman ăn con tinh công này nè, khá là lợi thế nha. Đấy. Rồi bây giờ bọc đầu bọc đầu bọc đầu bắt bắt thằng này luôn Batman này. Rồi lụm luôn pha này lụm luôn rồi. Đam Batman gì chung lẽ không hạ được nữa. Đấy quá thơm. Batman giờ solo kêu ngộ không chắc cũng khóc thét luôn á. Nếu như trúng chiêu nha, còn chục học chiêu thì là câu chuyện nó khác nha. Rồi qua ép luôn. Mình sắp có tốc biến, sắp có tốc biến. Rồi 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 rồi. Thôi về về tí về tí về tí không được rồi. Flash nè. Rồi lấm nó đi rồi ok nổ đam kìa. Ôi nhưng mà với mai cũng bỏ lại cái mạng luôn. Thôi lùi tí thằng ngủ không á. Thôi lùi 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 thì đây đã đa đây 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 đầu nha. Tại vì trận đấu này thì mình lên giày thuật sĩ nên là thằng Vildu nó khống chế mình là mình không không nhúc nhích gì được chứ các bạn. Hay là các bạn cũng nên khi mà đánh với Gudu á, thì các bạn có thể lên cái gì kiên cường nha. Đừng lên như mình nha. Lên như mình là anh em đánh không, nhiều khi anh em đánh không chắc tay là sẽ bị thằng Gudu nó khống chế lại rồi tem bảng sắp đam á. Nên là mình cũng khá là bây giờ hiện tại mình đang khá là rén thằng Gudu nha các bạn. Để nó ung ti cái là mình không có làm gì được nha. Mình có gì kiên cường thì mình còn chạy được chứ. Ôi, ok. Ôi ông gát. Gát cần hai nhưng mà lập được có người à. Rồi đổi đường luôn bạn ơi. Lùi đi. Ngộ không nó ra đó. Ngộ không nó 5-1 rồi kìa, quá xanh luôn. Rồi lụm ngũ không luôn, lụm ngũ không luôn. Rồi ăn con kinh công này chắc dễ dàng này, có Lavi nó bọc đầu ở đó rồi thì em mạng không ra được đâu. Rồi ok. Mình sẽ lên thêm một món thủ nữa nha các bạn. Mình sẽ lên cái giáp gãy A nha. Ok rồi. Ui nó giải rồi, nó giải ô, nhưng mà được 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 được. Pha này quá đẹp luôn các bạn ơi. Pha này mình nâng được 4 người. Ngủ không nè, đập ngủ không luôn. Chơi luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Rồi, ok. Pha này mình chấp nhận hy sinh mà, nhưng mà ngủ không nó không gõ gõ giết được mình. Tại vì mình có cái giáp thống khổ các bạn. Chứ không đòi vào đó, ngủ không nó xanh gì mà mình. Hôm nãy mình lên phương phép là nãy giờ mình lên bảng này. Thế mình sẽ ưu tiên thêm cái băng xương trước và cái giáp cái A trước nha. Rồi lấy trụ thôi, lấy trụ thôi. Flash nó ra nè, Flash nó ra nè. Ôi nó hút vô, nó hút vô. Ồ mình bị lắc rồi.
màn xanh thế nhờ, gần tem mình với gần tem bạn khá là xanh luôn á. Batman nào ở lộn à, Flash của Batman hoài, mấy tướng của DC nè. Đây 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 đây, bắt qua đây rồi, làm được nãy được cái pha đẹp quá mà bị Batman ăn hết mấy bạn. Cái là pha đó nó có giải cầu vô nào, lấy trụ thôi, lấy trụ thôi, lấy trụ thôi. Ui là Batman, ủa lộn, thằng Flash có Batman hoài. Rồi có ăn xương luôn các bạn ơi, mình sẽ tí nữa đó, đây đây, lụm 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 rồi, mình lại một ngoan hỗ trợ nữa, lụm 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 nó luôn, lụm nó luôn, lụm luôn, rồi rồi thôi, lùi 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 lùi, chị được rồi, chị được rồi, ăn nè, ăn đàn nguyên đi, thôi lùi ông Lobby ơi, hết lính rồi, rồi nó ra nó gõ rồi xong đó. Con chưa rồi, lụm đó, lụm. Ôi lắm, mang muốn chơi nhiều, mang muốn chơi vậy, lùi tí đi, lùi tí, lùi tí đi. Flash, 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 đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn, lụm luôn. Ui, không có mạng luôn kìa. Lui bắn cháy thế nhờ. Thôi lùi, 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 lùi. Ồ, phải xong. Ui. Lùi đi. Ngủ không nó ra, ngủ không nó ra. Lùi. Thôi chạy, 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 chạy. Ngủ không nó bọc đầu nè, lùi. Ồ, phải này xong là bây giờ. Hết cứu rồi. Và vì nãy giờ bắn khá là máu nha, nhưng mà pha đó là lên bảng là hơi tai hại nha. Các bạn là thua ngược á. Cái pha này chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, giống cái clip mà hôm bữa mình làm, hôm qua hôm kia mình làm á. Chỉ cần một cái tem bạn đang ép mà Elsu nó lên hơi cao thì bị Enzo nó bắt lại. Rồi coi như là pha đó giao tranh tem bạn thua luôn. Mất chủ lực rồi. Elsu lên hơi cao, lộ tầm nhìn luôn các bạn. Bị anh vô móc lại rồi, pha đó là xong luôn, tem bạn đánh gờ gạt rồi xong thua luôn. Đấy, bây giờ đánh rất là dễ bị lập kèo nha. Mất chủ lực là hơi căng á. Cái Ngũ Phong hiện tại nó đang khá là khỏe mà. Nó gõ bây giờ cỡ kiểu Alice thì chắc hai gõ à. Rồi giờ trắng máu rồi. Thêm ông Lavi nữa, ông Lavi cũng không có giáp, déo gì trơn. Rồi 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 rồi, từ 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 từ. Ôi bây giờ do nó được bắn rồi các bạn ơi. Rồi tí nha, do được bắn rồi hơi khó nha. Do anh có đồ rồi đó. Mình chưa có công ty thôi, lùi đi. Ủa không, nó bọc sau nè. Xong rồi. Thôi lùi tí, lùi tí, lùi tí. Mày mất thấy chậm quá. Alex lên full phép nha các bạn, nên là mình sẽ ưu tiên mình lên tanh nữa các bạn. Nè, ngộ không nè. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đây, đấy, đấy, nó ăn màu xanh nè. Rồi, lụm nó luôn, lụm nó luôn. Rồi, mình còn ăn xương nha, nên là rồi, có giáp A luôn các bạn. Bên bạn, tem bạn có nhất là Flash, thứ hai là thằng Kahi. Là giáp A là ổn ổn nhất nha các bạn. Nè, vô đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh nè, đánh nè. Từ 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 thôi. Từ nha.
Ê, dính 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 đây nè, nó lộ sai rồi. Rồi bắt luôn bắt luôn bắt luôn. Ôi 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 ôi, thằng vô nó bắn kìa. Ôi qua đó không hạ được ngủ không cây thế nhờ. Gì á hát gì hát nữa à, vậy là thanh niên tưởng là tụi mình không không thấy nên là tưởng tụi mình hát hát map hả. Lộ sai chà bá rồi bạn ơi, lộ sai từng con lính rồi. Lụm nó luôn, lụm nó luôn, lụm nó đi. Ôi support chạy trước kìa, khi là vì nó bắn gì mà support chạy rồi xong luôn. Boss lên full phép kiểu đó rồi sao mà đỡ đam cho AD được. Chắc mình phải đổi giày thôi bạn. Bây giờ mình solo kill, solo kill, kill không nhiều. Solo với lại flash, đâu có solo flash được có 2-3 lần à. Rồi flash lỏ rồi, flash lỏ rồi, tóc biến lên lỏ rồi. Rồi rồi, từ từ nha, từ từ nha. Batman bọc sau lụm nó nè, lụm nó không có lết nè. Rồi. Trời ơi, mày hỗ trợ nhiều vậy. Một pha này. Ui, thằng ngủ không có rõ kìa. Ôi, pha này chắc xong anh ơi. Ui, nó mất cái giáp hồi sinh à. Thôi xong xong xong, lô 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 lô, không được, không được. Từ tí nha. Mất trụ rồi, mất chắc mất mất cái đường siêu cấp rồi, đã mất luôn cái đường siêu cấp rồi nè. Tại đây nó có Kahi rồi Hildu với Yon nữa, bây giờ tụi nó tay dài không à. Yon giờ được bắn rồi. Rồi mình sẽ lên cái giày giày hậu vệ nha, đổi qua giày hậu vệ. Tại vì sẽ lên giày kiên cường nhưng mà lên giày hậu vệ nó chắc hơn nha, tí tí mình sẽ tanh cho team đánh nha các bạn. Nè nè, ngủ không là lụm nó. Rồi ok, hạ được nó. Ui. Đam của thằng Lavi to thế. Ôi thằng Kahi nó to thế nha. Hồi nãy là 1-8 mà bây giờ nó lấy lại đây đây đây. Đấy lụm luôn. Ôi sao mà hỗ trợ không vậy? Nhưng mà không sao. Lên luôn, lên cái băng nhẫn luôn. Lên tanh nữa cho nó dày. Em không có tanh thì mình sẽ lên kèm cái ba phép rồi. Idiot believers in Vader. Can't you tell they're all hypocrites? Your sorrow is từ nha. Nó bụi đi, nó bụi đi, đợi. Đợi. Lên tanh mà chắc nhờ lên tanh cũng không kịp đâu nha. Nghĩ lên tanh cũng không kịp. Hay từ từ. Đây, câu chiêu nè. Đây, nó bụi. Rồi, từ, đánh luôn. Mình đánh cho đánh, mình trâu lắm. Đánh cho đánh nha. Rồi, ok, Lavi được rồi, rồi lụm này luôn, lụm rồi. Ôi, Lavi bắn chỗ này rồi, thôi win rồi, còn gì nữa. Còn gì nữa đâu mà cốc với sầu. Rồi win thôi bạn ơi. Ôi 16 bạn hỗ trợ kìa. Gì vậy? Tụi mày hack chơi bẩn hả? À ha, thanh niên vẫn còn tư tưởng là hack nè. Ê, coi coi video của mình nha, coi mình có hack không nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Bye bye.